Xin chào cả nhà. Chào ba. Chào cả nhà. Hôm nay ông Sáu đang không xính làm gì đây? Nhổ mạ là cấy mấy lỗ hao chuột ăn kìa. Nhổ mấy chậm vậy nè. Cấy lại lỗ chuột nó ăn hao đó. Sau lưng chuột ăn trống lỏng nữa thấy không? Đây, những đây là những cái lỗ bị chuột ăn. Có khúc này hả? Còn đâu nữa không? Chào cả nhà. Xa xa đằng kia là bà Sáu Tân Công Xính. Chào cả nhà. Bữa nay cả gia đình mình đi cấy hết. Giờ trước tiên là mẹ với ba với Giang sẽ nhổ những cái chỗ lúa nó dày, cấy qua mấy cái chỗ bị chuột ăn với mấy cái chỗ bị thưa. Cái này là chuột ăn đây hả Giang? Chuột ăn đó, vô trong kia còn dữ nữa. Trong kia nữa hả? Mình đi dài dài trong kia luôn. Quá trời mẹ ơi, khúc này mẹ ơi. Đây cả nhà mình làm mà còn mướn thêm vài người trong kia nữa. Ở đây thì chỉ có mấy lỗ này à. Một hồi thằng sẽ cho cả nhà coi. Ở trong kia hả mẹ? Tuốt trong kia hả? Tuốt trong đầu là 1 chấm á. Tính hao cả nửa cọng chấm cho chuột ăn. Chuột ăn với lại bữa đi mắc mưa nữa đó. Giang mới đây nhổ được 3 bó rồi chị. Nhổ làm sao? Coi Giang nhổ coi. Có dây cột không? Không cột bằng cọng lúa không à. Hay ta. Nhưng mà cọng lúa đó là không có chết nha. Cọng lúa đó vẫn cấy lại được luôn hả? Vẫn còn nguyên nha. Hay ta. Ở trong kia mấy cô chổng là đang nhổ mạ luôn hả mẹ, hay là cái nhổ mạ luôn, nhổ mạ đang chơi giờ vô chuột ăn chổng nửa công lắm đó, chưa cấy cái chổng này cũng hên rồi. Khúc này nó dày rồi có mạ cấy rồi, giả dụ như khúc này nó thưa rồi mạ đâu cấy trời. Nãy dần Giang nó nhổ một đống rồi kìa ba. Ba mới con bó vậy? Giang nhổ trước mà. Nhổ theo hàng vậy hả ba? Người ta đi cấy lấy công, ba tôi đi cấy còn trong nhiều bề. Trong không có trong nhiều bề không ba? Ngàn bề luôn. Trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm, trong cho, trong cứng, đá mềm, trời yên biển lặng mới yên tấm lòng. Là trong tới chừng nào mà hả lúa nó vô tới sân luôn á mới còn mới yên. Sáng ra ba uống ly cà phê để làm tới giờ. Giang dùng sức mạnh ngàn cân. Giờ mình sẽ dùng cái xuồng này để mình vận chuyển mạ vô trong đầu ngàn. Là cách giờ mình hiện tại mình ở đây là mình đang ở đầu 500. Mạ đó nãy ba nhổ trước bên kia hay gì ba? Nhổ trước đầu ngoài đó đó. Mã ngoài đây thấy nó bộ nó cao hơn mã trong đây ta. Ủa. Mình lấy xuồng mình vận chuyển sẽ được nhiều mà nó nhanh đó. Đi bộ sách thì không có được nhiều. Cho đứng bên bờ.
con này có bên này nặng như vậy. Nó bụng rồi. Ừ, hai người khiêng cái xuồng luôn. Để lên dưới nước các bạn, để lên bờ đi. Đi hoài vậy. Rồi, chắc mã xuống, rồi vô. Đi cái này đi nữa, đắp lại. Xuồng này mình chở được nhiều lắm á. Từ đây mà vô tới Kim Nhàn nửa cây số nữa. Trên nữa cây. Chắc đầy xuồng luôn chứ. Còn trong kia nữa. Rồi. Để dưới nước nha, đừng để bỡ cô. Giang với mẹ sẽ đi vô trong kia. Giang đi ngang đó rước mấy cái mạ của mấy cô đó luôn. Còn ba tiếp tục cấy ngoài đây. Hả ba? Ừ, tiếp tục cái cho gọi chỗ này đi. Con đi theo mẹ Dương Giang ạ. Xin không à. Ước mớ này nữa hả mẹ? Đây hôm nay có 5 người, 5 người làm phụ. Thật sáu ta dặm lúa chắc đẹp dữ. Có chị Năm nè, không biết cả nhà mình có ai còn nhớ chị Năm không nha. Hello chị Năm ơi. À, chị Năm lúc trước mình đi tát ao cá lúc gần Tết đó cả nhà. Này chị Năm lên dặm lúa phụ mẹ nè. Giờ mọi người xúm nhau nhổ mạ trước đi. Tại vì giờ mẹ với Giang phải chuyển mạ trên kia. Mẹ với Giang cấy từ từ. Ngày mai, mấy cô này cấy tiếp thôi mẹ. Mai tiếp cấy, giờ nhổ và chuyển trọng sẵn thì mới vô mình có mạ mình cấy nhau. Mẹ kéo nổi không trời. Mẹ mà có mình. Còn đây nè. Thì vớt hoài hết luôn. Nè. Còn chỗ với mấy bó nữa. Để cho nó trâu luôn đi khỏi kéo. Chụp lên chứ. Trâu cũng tới đâu. Chắc mã biết nào cắm cái xuồng vậy. Ôi ở đây nó cũng ấy quá trời này mẹ, nó bị chết quá trời luôn nè. Trời đất ơi, ở ngoài kia cả nhà thấy không, xanh luôn, vô đây là bị phèn nè, nó chết rã rác lủng lỗ hết trơn luôn. Mấy này là mình phải cấy lại hết. Cấy lại hết trơn, mấy cái gò này là cũng phải cấy lại. Đây là phèn chết nha, còn mẹ nói còn cái khúc ở trong kia á, chuột ăn á mới là khủng hoảng dữ. Mình đi vô trong kia luôn. Giờ chưa mới có dội ngoài à. Cả nhà nhìn đi, đầy đồng luôn, bữa nay ai cũng cấy lúa chứ.
Tại vì bữa ta mình xạ một lượt đó, bữa mắc một trận mưa. Rồi lớp thì bị chuột ăn, lớp thì bị ốc ăn, rồi bị phèn chết. Rồi mấy cái lỗ này không còn cái lúa luôn. Tới chỗ khủng hoảng nhất rồi nè. Này là thì trời trời nó ăn hơn nữa con đất thiệt ơi. Ôi chuột ơi là chuột. Trong kia mình bị phèn ăn mình còn rải rác một hai cây ha, nó thưa thôi. Còn cái này là chuột, chuột này cả nhà nó ăn nè. Chỗ này là đâu có còn lúa gì đâu, không còn cây nào luôn. Để theo. Ôi da. Đợi mà ai cũng gian vô đi vậy cái. Còn này nữa không đất thiệt mẹ ơi. Ở cái bên này cả nhà cũng bị ăn, nhưng mà ít hơn của mình. Hoàn toàn chỗ này là không còn một cây luôn. Hèn chi bữa ông ba ổng la trời không. Nguyên một vẹt này. Cái xuồng mạ bộ nặng hay sao gian kéo lâu ta. Bởi vì mình bắt chuột là cũng vừa lắm. Nó phá rồi nè. Vòng qua tới bên đây luôn. Giờ mẹ thấy trước rồi, mẹ nhổ mấy chỗ dậy mẹ thấy trước, mới đi hồi gian đem mạ vô rồi thấy tiếp. Bên kia dặm lúa vui quá ha. Đông thì vậy. Mà làm con thấy làm mà vậy là đỡ mệt đó mẹ. Phải nhanh dồi nữa. Mận mới quên được cái mệt. Chứ có một mình mận mệt lắm. Nhờ đông. Giờ mẹ gian chuyển mạ vô đây với mẹ. Mẹ cấy được nhiều cấy. Còn ngoài kia ba tiếp tục nhổ mạ. Ngày mai. Tiếp tục ngày mai là sẽ mấy cô đó sẽ cấy với mình. Có mạ sẵn thì cấy nhanh lắm. Mình cấy thì nó nhanh, có cái nhổ thì mới lâu thôi hả mẹ. Ừ, nhổ lâu chị. Nào giờ chị mới thấy cái cảnh mà lúa hao vậy luôn á. Có gì đâu, thì cũng bị gan vậy đó. Gan thì bị hao vậy. Tào lao. Rồi phân phát mãi ra hay sao? Hay dục đã xuống. Giờ mình diễn vô tới đây rồi mình còn phải phân bố ra nữa, phải cho nó xuống dưới đất nó mới sống, thì để tới ngày mai là nó héo hết. Nghề của mẹ xưa nè, xưa là đây là nghề sinh nhai của mẹ nè, nghề nuôi sống thằng với Giang nhỏ nè. Bó mẹ bằng 4 cái bó mẹ. Ba mày làm bự. Mà ba vũ đất sạch bon à. Ba vũ đất hết rồi chứ. Phân ra cục trước chi hả mẹ. À, mình cấy tới đâu mình có mạ tới đó. Chứ để đi kiếm đâu. Này con với Giang hồi nó chia xuồng mạ này rồi là vô chổng nấu cơm à. Mình không chưa có đồ ăn gì ăn chứ. Đem theo có hũ vô mắm mà chắc phải kiếm mớ cá vậy ơi. Đem
em tài lưới hay không? Kéo lưới hả? Kéo lưới hả Văn Lưới? Kéo lưới. Kéo lưới hả? Kéo lưới. Kéo lưới kiếm cá đồng tâm đi Văn ơi. Có con cá nào bự bự kho đâu. Còn không thì ăn hộp dưa mắm cũng được, sao đâu. Già đồng đói là có cơm ăn là hên mừng. Với nhà mình thì bữa nào quẩn thì mình kiếm đồ ăn ngon, còn mắc mần thì ăn bậy bạ đi. Quẩn thì kiếm đồ ăn. Mà nhiều khi mần mệt quá ăn cũng không nổi. Đây nước sâu rồi, mẹ phải nhận. Còn đằng kia nãy nước cạn mẹ thấy. Này mình dặm, mình bơm nước lên ăn, mình dặm lúa đúng không mẹ? Ừ. Mình dặm xong mình khai ra hay gì? Khai ra cho nó ít ít nước, cho nó như mấy cái cây cây thế nào gió lắc lắc cũng nổi à. Cho nó bấu dễ được. Giang sách mạ. Giang là thuộc dạng đa năng. Giang với ba là thuộc dạng đa năng. Cái gì cũng làm hết chứ. Gì? Mình không làm mà lấy gì sống. Gì vãi vậy? Làm ruộng thì phải chịu thôi. Người ta mới nói nhà nông cực lắm mày ơi mà. Cực khổ lắm. Cực nhất là cái nghề nông này nè. Đấy. Cực mà vui. Thôi mẹ cấy đi nghe con sách mã tiếp Giang ạ. Ừ. Cái xuồng mã này nè. Phân tán ra dài 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 mấy cái chỗ trống này đặng cho ngày mai mấy cô kia vô cấy. Rồi còn vô nấu cơm nữa. Tới giờ ăn trưa rồi, đói bụng dữ lắm rồi nhưng mà mình chưa có đồ ăn. Ba với Giang sẽ kéo một mẻ lưới để kiếm mớ cá cả nhà. Mình lên mình coi mình kho đồ ăn cơm coi. Cố lên đi Giang. Cố lên. Cá bự bự chị là chị chỉ có đem gạo với dưa mắm thôi đó. Muốn làm sao thì làm. Từ từ đãi ba kìa. Giờ mọi người cũng sắp nghỉ rồi đó. Mấy cô dặm, mấy cô nhổ mạ này cho mình cũng sắp nghỉ rồi. Tới 11 giờ rưỡi là người ta nghỉ hả Giang? Chậm chậm lên chút, chạy đây cho nó có cái tụng chút. Đi xéo xéo hơi. Cho ba lên đi, Giang ngừng lại đi, cho ba đi lên tí đi. Cho nó có cái tụng. Nước sâu quá, không có cá hộp đây. Giờ cá đi giờ có cá lồng tông cũng đỡ khổ luôn. Lâu rồi mẹ chưa ăn cơm trong đồng, bữa nay cho mẹ ăn cơm trong đồng. Nhảy đi. Biết cái cọng này là cái cọng gì không mà bỏ lên bờ kìa. Dương lưới kìa, thả nó chết. Sao thấy em vô vậy nha? Nè biết đâu. Đây cái này cái lưới mua cá mà. Mẹ nhấm lửa chưa cháy kìa. Mẹ đi dùng chi vậy? Giá chết mà. Ô chết nha, chết chết. Kìa kìa, cái tụng nắng còn nhấp lắm. Kìa Giang, sau lưng tầng nắng còn ế, có cá ra ngoài kìa. Còn ếch nữa kìa. Ui, chưa kho rồi quê. Cái thằng tông, cái chốt, cái sạch, cái rô, cái chê nữa kìa. Wow, một lưới là đủ ăn rồi. Rồi. Rồi, lấy Giang cái lưới đi, con lên con mặn cá. Nó cháy rồi. Con đi bằng cá. Bự nó hết một khung. Được nhiêu cá này Giang? Làm xong được nhiêu nè. Giờ bữa nay chị sẽ kho lạc đi, ăn với xoài bằm. Ok. Úp vô đây góc hành rồi. Cho vô. Bột ngọt. Đường. Tiêu luôn.
cho nó không tanh. Nước màu, nước màu này có lấy đồ đũa sẽ ra hết. Kho lạc ít nước màu thôi nghe Giang. Ok. Rồi, chọn lên. Hồi nãy chị cũng xách mẹ nữa đó, bởi vì người chị nó ghê quá, đất không ghê. Mẹ chắc nấu cơm rồi hả mẹ? Mẹ chắc rồi con. Rồi cái bếp lửa còn không? Còn không, không biết mày đi mất nhúm hả? Thì ấy dùm dùm lại à. Đây thầy Đắng, em đi nhúm lửa luôn. Rồi đi, 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 đi thầy Đắng. Ôi cá ơi, bữa nay cái lọ của mình sao nó bị giống như nó bị hao mòn vậy trời. Nó nhỏ, cái lọ nó lọt tuốt, cái nọ lọt tuốt dữ vậy. Biết đâu, chắc mưa rồi nước nó chảy, nó rớt đất xuống rồi. Mà sao cương chậm củi ngược bên này? Em chậm gì vậy? Chị ngồi trên gió nè, chứ chị ngồi dưới gió sao chị chậm mà nè, chịu nổi. Nhìn chị nè nha. Nãy sách mạ phụ Giang. Rồi cơm của mẹ bữa nay chín. Mình phải ấy ở mới được Giang ơi. Chứ lửa nó lùa qua bên đó không mà nó sôi qua bên bên à. Kéo qua đây. Không có đường nhắc luôn là xài cái bao tay luôn. Chị hai gặp sự cố rồi. Không à. Cái đầu, cái đằng đây là cái chảo hót khói. Nó nhỏ xíu mà. Nhưng mà giờ chạy gió ngược lại. Cá xăng rồi nè. Cho nước mắm vô. Mình sẽ kho lạc cho có nước để mình ăn với xoài bằm. Hồi nãy chị có đem theo trái sợi. Thôi, trái sợi chào há lửa. Được mớ cá này cũng ngon ha. Hồi cá này trong đồng kiếm được gì là hên nè. Kéo con lưới đủ mình ăn lắm. Mà nói chung là trong đồng mình giờ cá còn nhiều lắm chứ. Tại vì cái này đói vậy. Em kéo nữa còn nữa. Kéo nữa là còn nữa đó. Cái này cá lòng tông, cá sặc gì tùm lum nè. Có mấy con tép nữa nè. Tép nè. Cái này cho nó cá nó thấm nước mắm đi. Rồi chị mới bỏ nước vô. Ok. Quay từ từ lên. U cháy đều rồi, hay quá đi. Thôi bầm xài đi, chút mình ăn cơm. Xài chấm cá kho lạc hả mẹ? Xài chứ, ăn với cá kho lạc. Cái xài này nhìn thấy nó vàng vàng, thấy thèm hết mà. Ừ, cái ruột nó vàng tư. Mà nó còn non phải không? Cũng già chứ, vừa già tới. Ừ. Thịt nữa nè. Tại cái loại xài này cái ruột nó đỏ vậy đó. Vàng. Nó quên, ruột nó vàng. Giống thịt xài chín à. Dữ lắm xoài vàng ơi. Ui, ghê quá. Em chơi cấp này em chơi tiệc chiều cuối luôn. Đó bụng quá chạy chín nào, chạy đừng có đun nữa. Tan nát cá hết. Nhắc xuống đi. Trời, mình chuẩn bị ăn cơm. Trời, cá xuống. Em chuẩn bị hành với ớt múc ra luôn. Gì là múc mẹ luôn là xong. Mẹ, cần lấy cái đó gì nữa. Cho nó bưng lên kìa. Có cái bao tay của con rồi kìa. Gì ra, xót ra luôn ha. Đâu, để xuống chị múc ra chứ xót ra đâu có hết đâu. Ăn hết đi múc nữa. Ui nó ngon. Rồi. Nè cầm đi chị múc cho. Mẹ mẹ cầm đi cái đũa cái mẹ. Trời chưa để hành trước hồi sao để lên trên đây. Hết tuốt cái gì trời. Hết luôn chị hai.
lấy bao tay chắc chưa luôn. Tổ mình bự mà. Ôi, vừa đủ một tổ luôn, ghê. Hay quá Hằng ơi. Nè Giang. Trời. Wow. Vậy thì bây giờ chị bưng tô cá, còn Giang bưng được cơm nha. Ok. Mời cả nhà ăn cơm trưa với gia đình Hằng nha. Rồi, mời ba mẹ. Mời Giang cơm. Mình phải vô nhẹp rồi. Đói lắm, đói luôn rồi đó. Ý ba. Ba làm gì kẹt kẹt á ba. Quần ớt. Nói chung là giờ này mình mãi ai cũng xịn chứ. Con vô không gửi chân luôn, con mang đôi giới này luôn. Vậy đó, yên tin rồi ha. Nhờ có miếng dán xuồng. Hồi con ngồi kế ba nha, bạn con ngồi trên miếng dán. Mời cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Cái nón xích tét bát chứ. Bà nội nó ngồi gì, cho nó ngồi vậy đi. Nắng, chỗ đó hơi nắng. Nắng, hồi cháy cái đậu. Chừng nào có gặp lên lên khói thì nhớ kêu lấy nước dập nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm chưa? Thưởng thức cá đi. Còn rồi. Bà ơi. Trời, con Tam đang mấy ăn cơm ông ơi. Bỏ xoài vô đó luôn. Kéo con lưới đủ ăn nha bà. Lưới một đủ ăn rồi. Cơm không? Trong đồng vậy chứ ngon. Ừ. Nhìn màu đẹp quá ha. Xài này mình xin trên nhà bác ba. Cho lên tâm. Cái mầm ăn khỏi xương. Dễ ăn. Dễ ăn. Mời cả nhà con cá lòng tông, thêm con cá sặc nữa với mấy cọng xài. Ngã. Cái bụng kêu ột ngộn ngộn. Dưa mắm này là mình mua chứ nhà mình không có làm được dưa mắm. Thưởng thức vô mắm đi mẹ. Như mắm nó giòn quá ha. Chỗ này bán ngon à. Khúc lúa này ba cũng mới cấy xong. Mới cấy xong đồ còn ướt nè. Trong thời gian chờ đợi Hằng với mẹ nấu cơm thì ba tiếp tục cấy. Trang đi mẹ. Vừa đổ kho sao vừa đổ tô cá luôn á. Sợi này không chua hả? Không. Ồ, chua hả ba? Còn cá sặc bự luôn. Tại nó chín rồi. Dạ. Yeah. Đang. Mời cả nhà ăn dưa mắm nha. Ngon ba, cá kho ngon ba. Cá gì? Tuyệt vời. Cá vừa mới kéo lên kho liền. Kèm với xài bầm nữa. Chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm trưa. Có cơm trái luôn kìa. Có luôn, nó cùng củi mà. Ngon quá, ăn miếng gì mắm chứ. Bới không? Bới. Đi qua mẹ ra. Nhờ có miếng dán xuồng ngồi. Ăn cơm trái không? Để. Ăn. Ừ, hết biết làm không? Wow, ngon, này y bánh mì luôn. Đỡ. Này ngon ha, vừa ăn. Con thử miếng xoài ra ba nó không chua. Không chua, chua mà ít.
Trang hả? Ừ, mở Trang hết á. Ừ. Chú thì con Trang canh. Con đem cái giá với cơm à. Lấy cái giá múc nước cơm với cơm. Hồi nữa lấy có ăn nước cơm lấy cái giá đó. Ủa Trang ngủ luôn hả? Trang ngủ luôn. Cũng được có gì. Nó đầm trong bái nè. Rớt rồi. Nhảy. Rồi chú. Nó qua ai qua. Bà, nó chút bị. Nó chút bị trứng luôn. Cô kèm miếng ớt theo nữa hả? Xào chấm cá hồi lạc, cặp thêm miếng ớt nữa. Ngon giòn thác. Ngon. Trúng miếng hành thơm thơm. Miếng dính hành vô nữa thì thôi luôn. Trang bên miếng xoài này ra nước chua chua. Hết nồi cơm thì chiến đấu lắm đó. Chị ăn vừa cá vừa xoài vô. Lộn xộn. Chiều mình nhổ tiếp tục nha. Nhổ mặn hả? Ừ. Cái nó đủ. Đó còn 4 chuồng mới có đủ á. 4-5 chuồng. Trời ơi đâu mà. Không còn cây lúa luôn, ba trống phọc luôn. Nhìn như cái biển vậy. Gì vậy, xuống dưới cũng vậy. Mấy đầu đất. Bên chú Tư bên ít hơn mình. Chuột ăn dữ vậy. Chuột nó ở bên cái đường cua bè mới múc đó. Thượng nước khúc cá chê. Ba ông tại ông chặt mấy cây gáo rồi đó. Còn mấy cái cây gáo nó là còn ăn nữa đấy. Mà ngoài đây nhờ cái đống chà chuột mình đó mà nó không ăn mấy cái đầu này nè. Ăn mấy cái lỗ nhỏ. Mà mình còn đỡ hơn bên dấn dân đáp á. Bên ăn dữ. Bên nó nếp. Nếp mà nó ăn thấy sợ nữa. Nếp đồng mê hơn lúa. Bà nhớ năm ngoái không? Cái đầu của bác Sáu, đầu đất á, bác Sáu của mình ăn vô đâu mấy tầm này đặt cái đống chà bắt cái nhờ nó đã có cái đống chà đó mới im được cút đó. Năm nay mà chuột mà lơ mơ đây làm không lợi nữa. Trên anh ba anh dằn cao su đi vòng vòng. Thưởng thức miếng canh nha ơi. Mình tưởng tượng cái đó là canh gà đi ngon lắm. Canh gà mà hơi nào. Nó là canh bào ngư. Mày biết bào ngư chưa? Mày bị đặt nó bào ngư. Chưa, nói thí thí thôi. Nghe người ta nói. Nghe người ta nói không mà. Chứ chưa được, chưa biết. Không tin hỏi bác ba biết. Hỏi bác ba, hỏi đơn giản biết bác ba nào. Bác ba phi. Rồi ra hồi định hàng ăn cơm tiếp nha cả nhà. Rồi mình nghỉ ngơi xíu, chiều mình quay vô mình nhậu mạ tiếp. Anh chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi trưa vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.